tại cánh đồng thuộc thôn 3, xã Bình Trung, huyện Thân Bình, tỉnh Quảng Nam. Cứ mỗi khi đến mùa gieo xạ là người dân nơi đây không ngớt than vãn vì kênh mương hư hại khiến nước không thể dẫn đến ruộng. Mà cái kênh để ở đây thì nói chung là lấy nước cũng ra ra cái đồng này, mà nó lấy nước thì đúng ruộng ra cũng mấy ngày chứ sao. Mùa sản xuất hay là nước không tới thì người ta lộn dưới. Rồi có mình nước chảy xuống không được. Mình có cái giải pháp nào không? Không. Chỉ có mình bây giờ trang cho có mua màng bê tông chứ mua nhiều đầu xây gạch thì là không tồn tại đó, nên không chịu nào nước ngõ bể hết. Theo phản ánh của người dân, một trong số kênh dẫn nước chính đi vào giữa cánh đồng được xây dựng cách đây không lâu bị bể vỡ. Mặc dù người dân liên tục có kiến nghị lên trên nhưng chính quyền vẫn bó mặt khiến cho việc sản xuất lúa liên tục gặp khó khăn. Nước chả vàng chứ không phải trước nay đặt mương đất. À, nhưng mà xa lộn cây bê tông thì nếu cây bê tông thì vẫn không bị bể vỡ đấy thì nói chung là lấy nước thì cũng thuận tiện, nhưng mà chờ bể vỡ nữa mà nói chung là trước thì hợp thông thì bọn tôi cũng có nói rồi đó mà không thấy xóa mà không thấy thông, tôi sửa lại cho gian lấy nước thì một chút tôi có nói hơi cục bê thông đó. Thực tế tại cánh đồng, một con kênh dẫn nước dài khoảng 1 km bị đổ vỡ nhiều đoạn. Tại các đoạn vỡ lộ ra chất liệu thi công con kênh bằng gạch được dàn kết sơ sài bởi những thanh bê tông với vài cọng sắt. Chất lượng công trình được người dân đánh giá là cực kỳ tệ hại. Gạch thì tiền mua của đó chứ. À, ví dụ đây làm gạch thì giá trị chưa bằng bao nhiêu bê tông đâu. Con mương này đã trở nên vô dụng. Việc dẫn nước cho các thửa ruộng ở cuối cánh đồng gặp vô cùng khó khăn. Không những vậy, khi mưa lớn, nước cuốn từng mảng gạch trôi vào giữa ruộng, khiến người dân phải tốn thêm công sức dọn dẹp. Qua tìm hiểu, người dân ở đây cho biết hệ thống kênh mương này được một người tên Bi, chủ doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng. Trong quá trình triển khai thi công đã bộc lộ nhiều bất cập, người dân phản đối nhưng chính quyền xã đã bỏ ngoài tai khi triển khai thực hiện. Tôi biết dân dốc mà tôi biết cái chuyện xe mới ăn luôn, mà cái tiếng đồng đó là đúng là phải cày lớn, không phải rút được. Dạ. Ông làm kênh tới mà ông sách làm kênh tiêu rất cho ăn xàm á. Cái kênh đó là hồi trước là phát tay nhưng mà không dưới đâu. Dạ. Do mấy ông nhận thầu nhận đồ ra ông làm bậy 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 sách làm vậy. Không chỉ dừng lại ở mương tưới, kênh tiêu thoát nước ở đây cũng hết sức bất thường. Tại cuối cánh đồng, ngang qua con đường bê tông là một con kênh lớn, chừng vài mét. Tuy nhiên, tại đây con kênh bị một hệ thống bê tông bo gom lại để ép vào một con mương có bề rộng chỉ chừng 40 cm. Trang nó có cấm là đến 6 thước. Trang là cái làng canh, chỉ lộn canh mới là có 4 tắc khỏi trả canh ra. Cho nên phải dân dựng tiêu qua gớm lắm mà cũng chưa được. Trước kia là cái mương tiêu mà cái mà mấy anh thông anh trở này anh dốc, anh đến nhà anh đó, anh đưa anh lộn mương tưới, trừ cái cấm đó là 6 mét mà cái mương có 4 tắc. Cái gì đó cái cống thì 4-6 mét mà cái mương có 4 tấc, cái trừ hắn không có đường chảy nữa. Hậu quả là khi có mưa, nước từ các nơi đổ về không thể thoát hết nên tràn vào ruộng, tràn vào khu dân cư gần đó. Cần cho một mưa hắn nước ấy cái xuống thấy cái ngón cái trời đây. Tại đây mẫu hộ trời là mẫu nhờ dùng một cái máy bơm tay bơm xăng đó, thấy bất cập vậy, cả toát người sốc. Anh mà để không thể nói được hết, nhưng mà có hắn cái là lúc trả trường xuyên với là 15 giam cái thì rào bò con khác hết, sợ hơn bà lặng hết. Nhất là dưới đồng này xuống trời xuống. Đó, không bàn hết. Còn dưới tay mua món lắp hết. Khổ chưa? Bất chấp chất lượng tệ hại, thậm chí phản tác dụng, các công trình này vẫn được nghiệm thu quyết toán gây tổn thất lớn cho ngân sách. Hệ quả là việc sản xuất lúa của người dân gặp nhiều khó khăn hơn trước khi có công trình. Nhìn qua bằng mắt thường, cũng thấy sự bất hợp lý đến mức ngược ngạo của hệ thống kênh mương tại đây. Không hiểu vì sao chính quyền xã Bình Trung vẫn bất chấp bỏ qua các nguyên tắc dân chủ, tham vấn ý kiến cộng đồng trong việc đầu tư xây dựng. Liệu đây có phải là bệnh thành tích, chủ quan hay có những dấu hiệu tư lợi nào khác? Được biết, hệ thống kênh mương tiêu thoát nước này là một trong số các công trình nhằm đưa xã Bình Trung đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017. Thật đáng buồn khi ngân sách bỏ ra lại không giúp ích cho người dân mà ngược lại còn gây khó khăn cho sản xuất. Thành tích nông thôn mới của toàn xã Bình Trung, huyện Thân Bình không biết đạt được đến đâu. Nhưng người trồng lúa trên cánh đồng thôn 3 này liên tục sụt giảm sản lượng, khó khăn chồng chất khó khăn.